Phật thuyết thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm mời giáo lý viên ban cổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương Nguyễn Thế Cương đến đây chia sẻ với đồng đạo chúng ta qua đề tài bát nhã. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa giáo lý viên Nguyễn Thị Trang, giáo lý viên phụ trách chương trình thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay và các vị giáo lý viên hiện diện kính mến. Kính thưa ông Lê Văn Linh, phó trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Thạnh, cũng là ban tổ chức chương trình thuyết giảng hôm nay, cùng các vị là trị sự viên cũng như trong ban tổ chức chương trình thuyết giảng. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự cơ sở đến tham dự, kính thưa các nhà mạnh thường quân, quý vị là nhân sĩ trí thức cùng tất cả quý vị đồng đạo hiện diện kính mến, kính thưa toàn thể chư quý vị, thật là niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng tôi hôm nay, nhân ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chúng tôi cùng giáo lý viên Nguyễn Thị Trang được trở về đây với sự phân công của ban cổ truyền giáo lý trung ương, và chúng tôi nhận thấy giờ này với bầu không khí trang nghiêm tràn đầy niềm phấn khởi, lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa tất cả quý vị, thì xét ra thời gian đã trưa, thì chúng tôi xin phép với ban tổ chức cũng như được sự đồng ý của ban tổ chức, thì chúng tôi chia sẻ cùng quý vị qua cái chuyên đề này là khoảng 75 phút, quý vị có đồng ý không? Dạ, tại vì đề tài này nó rộng quý vị, mà nếu mà chúng ta cô động là 1 tiếng đồng hồ thì nó rất là khô, cho nên mong rằng quý vị cũng hoan hỷ. Thôi giờ không có nói dài dòng, giờ đây chúng ta trực tiếp vào cái đề tài bát nhã. Như vậy lý do nào có cái bài bát nhã thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân, cái lý do đó. Chuyện kể lại, trước khi viên tịch, Đức Phật Thầy Tây An Ngài có kêu Đạo Thắng mà dạy rằng, Đạo Thắng là một trong 12 người đệ tử lớn của Đức Phật Thầy Tây An. Và Ngài nói đó, sau này Thầy viên tịch và Ngài còn sứ mạng để tái sanh trở lại tiếp tục độ đời. Ông Đạo Thắng mới hỏi chứ là khi Thầy trở lại, con có cái nhân duyên được gặp Thầy không? Thì Đức Phật Thầy Tây An nói là con không gặp được Thầy,
nhưng cháu nội của con sẽ gặp được thầy. Và Đại Thánh hỏi tiếp đó là dựa vào cái tín hiệu gì mà biết là thầy trở lại? Thì Ngài mới đọc lên cái câu thơ như thế này: chừng nào trâu đóng dưới sông, lòng ông bảy chợ thì ông trở về. Thưa quý vị, trâu đóng dưới sông đó là cái tín hiệu mà người ta lấy cái sừng trâu làm cái tù già, để đó là người ta thổi lên, đó là lúc mà khi tàu đang đi mà họ chạy trên cái dòng sông ông trưởng á, thì họ thổi cái tù già lên thì người ta nghe đây là tín hiệu của tàu đêm để đi qua bên Đông Xuyên, để mà biết là đón tàu. Đó là trâu đóng dưới sông, lòng ông bảy chợ thì ông trở về, tức là lòng ông là lòng sông ông trưởng á, thì sau này đúng là có phải cái chợ gì, chẳng hạn như chợ Cà Mau, chợ Sóc Chét, chợ Cả Xoài, chợ Phương Tịnh vân vân. Rồi Ngài cũng nói thêm đó là chừng nào đất mục đâm trầu, ta luôn sắc lệnh tái hồi trần gian. Vậy đất mục đâm trầu là gì? Bởi vì trước đó là Đức Phật Thầy Thái An có sai đệ tử Ngài đem 4 cây dầu về trồng ở tại chùa Tây An Cổ Tự ở làng Long Kiến, chợ mới An Giang. Như vậy thì một cây là trồng phía trước chùa, còn 3 cây là trồng ở phía sau chùa. Cái cây phía trước chùa đó là đến năm 1918 là người ta cho 4 cái cây đó để cách trường học. Và 3 cây sau chùa đó là đến năm 1928 là bị phát quả trái. Thì thưa quý vị, rõ ràng đến năm 1938 thì đúng là 20 năm sau, thì cái gốc mục của cây phía trước mà được đốt đó, lúc bây giờ nó đâm lên cái trầu. Cho nên mới đúng là chừng nào gốc mục đâm trầu, ta dân xác lệnh tái hồi trần gian. Đó là cái cây dầu phía trước là cuối năm 1938, thì thật ra đến năm 1939 thì Đức Thầy chúng ta đã ra đời. Như vậy thưa quý vị, ông Đạo Thắng hỏi thêm đó, rồi đó là làm sao biết đó là thầy trở lại, để xác định đâu phải là thầy trở lại. Thì Đức Phật Thầy Thái An Ngài mới đưa hai cái bài thơ đường linh. Một là cái bài phán thủ, cái bài thơ đó là phán thủ. Thứ hai là cái bài bắt nhẫn. Và Ngài dạy rằng đó là hai bài thơ này là mật truyền, có nghĩa là không truyền ra ngoài. Chừng nào mà cái người nào viết được hai cái bài thơ này thì đó là thầy tái sanh trở lại. Vậy thì thưa quý vị, rồi sau đó là đến ngày 12 tháng 8 năm 1858 là Đức Phật Thầy Thái An Ngài đã viên tịch. Như vậy trở lại, đến khi Đức Thầy chúng ta ra đời tại Thánh Địa Hòa Hảo, thì lúc bây giờ ông Bảy còn là cháu nội của ông Đạo Thắng. Một hôm đó ông nằm trên bao, ông gặp chư thần về mách bảo là nói là Phật Thầy Tây An đã tái sanh trở lại làng Hòa Hảo rồi, ông đến đó để dự kiến. Thì ông Bảy còn không tin, kêu lần thứ hai ông cũng không tin. Và đến lần thứ ba đó, khi mà ông trên đường ông đi, ông cảm thấy buồn ngủ quá, cho nên ông quay trở về, ông nằm xuống ông ngủ cái giấc trưa. Thì trong cái giấc ngủ vừa thức thiết là ông mơ màng đã thấy chư thần mách bảo lần thứ ba. Mà chuyện này là quở không? Nói nghĩa là ta đã cho ngươi biết là Phật Thầy Tây An đã tái sanh trở lại làng Hòa Hảo rồi, mà ông còn nghi ngờ gì đấy, ông cần giờ gì nữa, ông phải đến đó để diện kiến Phật Thầy Tây An. Cho nên lúc bây giờ ông mới đến làng Hòa Hảo tới tổ đình cái gì. Ông đem theo hai cái bài thơ mật truyền mà như nãy giờ đã nói. Như vậy thì ông đến Hòa Hảo mà không ghé ngay tổ đình, mà ông ghé bên nhà ông Út, bào đệ của Đức Công. Và đang nói chuyện với ông Út thì lúc bây giờ Đức Thầy bị bước qua. Thầy mới nói ông Bảy, để chư thần kêu nó 3 lần về ông có chịu lên nghe không? Như vậy cái chuyện mà chư thần kêu là không ai biết hết, mà Đức Thầy lại là biết trước như vậy. Rồi đó là thôi ông qua đây để đàm đạo với tôi. Nói xong Đức Thầy mới dẫn ông Bảy qua bên tổ đình và ngồi xuống bàn ghế đó. Thì Đức Thầy mới nói thêm câu nữa là ông muốn thử tôi phải không Bảy? Như vậy thì vừa nói xong thì Đức Thầy mới lấy giấy viết, Đức Thầy viết ra hai cái bài thơ đường lực như đã nói. Ngài viết xong rồi mới đưa cho ông Bảy coi, ông đâu coi hai bài thơ này có giống như là hai bài thơ trong túi không không? Thì ông Bảy ông móc hai bài thơ túi là ông còn đang bỏ trong túi đây, mà đây Đức Thầy viết hai bài thơ này. Thì cái câu đầu tiên ông nói là vậy là Phật Thầy Tây An đã trở lại rồi, cho nên ông mừng quá ông quỳ xuống ông lại Đức Thầy. Lúc bây giờ Đức Thầy mới đỡ lên, Thầy nói ông Bảy cái xác của tôi còn trẻ hơn ông lắm, ông lên ông lại tam bảo. Vậy thì từ đó tới sau là ông Bảy còn chính thức là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thưa tất cả chủ gì, như vậy thì cái bài thơ bắt nhẫn, đây là bài thơ bắt nhẫn mà Đức Phật Thầy Tây An là sáng tác là theo lối lịch sử, còn Đức Thầy chúng ta sáng tác là theo lối truyền thừa, cho nên hai bài thơ giống nhau, không thiếu chữ nào, không dư chữ nào. Vậy thì giờ đây chúng ta tìm hiểu coi cái bài thơ bắt nhẫn thế nào. Trước hết là cái câu đầu tiên là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Như vậy chữ nhẫn là gì? Trong cái chữ nho tự học đó, ở trên nó có cái bộ đao,
bộ đao là gươm dao mát, tất cả các cái vật nhọn đó để đâm vào cơ thể của người ta, đó là bộ đao. Ở dưới này nó có bộ tâm, bộ tâm là trái tim. Cho nên theo cái lối thượng hình của chữ Nho Thượng Học đó, ý nói rằng người nào mà cầm cái vật nhọn đó mà đâm vào trong trái tim ta, mà ta không kháng cự lại, ta chấp nhận, ta chịu đựng được, thì người đó gọi là cái chữ đó là gọi là chữ nhẫn. Nhẫn cái gì? Nhẫn là ta chấp nhận chịu đựng mọi sự khống chế, du quan, chửi mắng, đánh đập của người khác mà ta luôn nén lòng ha, ta luôn nén lòng cam tâm chịu đựng mà không bao giờ kháng cự lại ha, không bao giờ nóng giận lại, thì đó mới gọi là nhẫn. Như vậy thì chữ nhẫn ta tìm hiểu qua cái chữ năng là gì? Thưa quý vị, chữ năng trong từ điển Việt Nam có dạy đó là chữ năng là tài, là dẫu, là hai hơn con người bình thường cả. Như vậy là nhẫn năng là con người này có khả năng chịu đựng được, có khả năng nhẫn nhịn được, cho nên mới gọi là nhẫn năng. À, còn nếu ta không chịu đựng được, không nhẫn nhịn được thì chưa phải gọi là nhẫn năng. Xử thế, xử thế là có nghĩa là tư xử với đời. Thấy không? Vì chữ xử là tư xử, là ứng xử, là đối xử, mà chữ thế là đời. Cho nên xử thế là tư xử, đối xử với đời. À, thị nhân hiền, chữ thị là đúng, là phải. Mà chữ nhân đó là người, mà chữ hiền là gì? Chữ hiền có nghĩa là người có thế học, có đạo học. Và cái người hiền là người sống nhu hòa. Bởi thầy tôi biết là nhu hiền hòa nhiệm ác thắng can. Người sống nhu hòa, nhẫn nhịn và không tranh cãi, không đấu tranh, không tự cãi. À, và luôn luôn khép bình nhân nhượng đối với tất cả những người khác, thì đó là người hiền. Còn người hiền còn nói đó là người đang tập tu để chuyển mình thành bậc thánh. Cả cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Nói chung người hiền là người đang tu tập tất cả các điều lành để trở thành một con người nghe là khác với con người thế gian. Thí dụ như là hiền thành, thấy không? Trong giảng này chúng ta có diễn dịch là tôi không có chứng minh, không có thời gian. Một là hiền gian, hai là hiền thành, ba là tiên hiền, bốn nữa là thánh hiền, là năm nữa là phật hiền, thấy không? Cho nên động lòng hiền chư phật rất cao đó. Như vậy thì tùy theo cái công đức tu tập của mình để trở thành người hiền, để chứng được cái quả vị gì trong cái người hiền đó. Vậy thì đại ý cái câu đầu tiên này đó là nhẫn năng xử thế thị dân hiền, có nghĩa là chúng ta đem cái sức tài dẫu nhẫn nhịn của mình ra để cư xử đối xử với đời. Thưa quý vị, như vậy giờ chúng ta đối xử với đời nó có ba mặt: một là con người, hai là sinh vật, ba là đồ vật, phải không? Con người là chỉ cho con người sống trên thế gian này, kể cả từ xóm làng, kể cả xã hội, kể cả nhân sanh, kể cả tôn giáo bạn, nói chung là ta phải đều nhận định thật. À, cho nên đó là ta đối với con người, thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà đối với các loài sinh vật đó, thì ở đây chúng ta cũng phải nhận rồi nè. Thí dụ như giờ ta thấy con chó, con gà, con vịt, con chuột, bất cứ con vật nào mà nó phá thấy ta, nó làm hại đồ vật của ta, ta giận quá, ta lấy cây tọc phang nó. Thí dụ đó là con chó, con gà, hay là con chuột, nghĩa là ta gài bẫy ha, cho nó dính keo và nó chết. À, thậm chí nghĩa là đối với người tu mà có lòng từ bi, thậm chí cái con mũi thôi mà mình cũng phải dính nó luôn. Nhất là quý vị đang ngồi niệm Phật mà vào cái mùa ta xả lúa, ta cải phân rồi đó nghe, rồi bắt đầu nó bay do bên lỗ tai là thấy bực bội rồi. Nếu ta không dính nữa nó bực bội rồi, rồi bắt đầu nó đậu vô trong cơ thể mà mình chích vô cái nó nhảy dở ra là giận quá, đập cho bơm rồi, đập cho bơm rồi mà đập hụt cái còn tức nữa nha. Đập chúng cái nó đã ngứa lắm, đập chúng cái đã ngứa giò, cái là nghiền nát chứ chết rồi chưa, chết rồi chưa, nhưng mà đập chồng cái tức, đập chồng cái đấy cái tức liền. Cho nên như vậy thì đối với sinh vật mình chưa nhận được đó. Thì cái con mũi là con nhỏ thôi, hay hoặc giả con kiến, con trùng, con dế gì đó thôi, thấy không? Như vậy thì thưa quý vị đồng đạo cũng đó, cho nên đối với sinh vật chúng ta cần phải nhận đó, và ta cần phải nhận đối với nó. Nếu ta mất nhận đối với nó thì ta chưa còn được cái đức nhận này. À, rồi đối với đồ vật cũng vậy, đồ vật là vật vô ký, cái bàn, cái tủ, cái ghế, bất cứ cái vật gì ở trong nhà của mình hay là ở bên ngoài, mà nếu ta giận cá chém thớt, ví dụ giận chồng, giận vợ, giận con, giận cái, không đánh đập chồng vợ con cái, không đánh đập đối tượng chúng ta đang giận, mà ta lại đập đồ đạc bàn ghế của mình, như vậy thì rõ ràng là ta đang giận cá chém thớt. Và có một đoạn clip đây lên, ông chồng đi làm về gặp ra làm một cái mâm chén ở trên bàn mà bà vợ không rửa chén mà bà cầm điện thoại bà câu. Ông chồng cũng la dày dài tiếng, bà vợ bà cũng nấu lại, nó nặng nó nhẹ lại, không thắng để ta rửa cho làm gì gấp vậy, đang coi điện thoại rồi rửa gì nè. Bắt đầu ra hai chồng cãi qua cãi lại, ông chồng mà vừa cãi mà bà vừa coi điện thoại,
cho nên là ông chồng dứt cái điện thoại đập xuống như cái bơm bể đó, điện thoại cảm ứng thì cũng từ mấy triệu bạc trở lên. Rồi bà vợ bỏ đâu chịu đâu, bà giận quá, cái mâm cơm tổ này đó là cái nồi cơm nè, rồi cá thịt trong đó là rồi nguyên nó mâm xét nè, bà bưng cái bàn bà hất hoàn cái bể tàn nát nè. Rồi ông chồng cũng chẳng dưng nữa, lấy nồi đập nồi, bà vợ lấy thao đập thao, ông chồng đó là ông đập tủ, bà đập ghế, cái là đập nơi nhà không còn gì hết. Như vậy rồi đó nha, giận cá chết quá rồi. Cái đó ngoài đời xã hội chứ đồng đạo mình chưa tới đó, nếu tới đó nữa là kể như không xong rồi. À, thì thưa tất cả quý vị đồng đạo chúng mình, cho nên vì vậy giận cá chém thớt đó là ngu xuẩn chính với bản thân của mình. Mình đập hết đó mình sắm lợi cái tốn tiền của mình ra đâu. Cho nên vì vậy ở đây đối với chúng ta là cái người đang tu tập cái đức nhẫn, thì ba cái chuyện này nhẫn đối với con người, nhẫn đối với đồ vật, nhẫn đối với các sinh vật. À, ngoài ra đi ra trong xã hội, ngoài ra chúng ta đi đến làm việc từ thiện gì đó, thì chúng ta giao tiếp cư xử với tất cả mọi người, chúng ta luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh khó khăn, chứ không phải mọi việc nó đều thuận lợi với mình. Quý vị đi làm từ thiện làm giúp cho người ta đó, nhưng mà có khi chúng ta cũng gặp những cái sự khó khăn, người ta cũng chê ta, cũng chỉ trích ta nói này nói kia đó. Đó cho nên làm nó làm cho cái tâm của mình khởi lên nóng giận, thì nếu chúng ta nóng giận là ta đã thù. Đó rồi giờ tôi nói là trong cái việc mà làm đạo sự chúng ta thôi, trong cái tổ chức của trong đạo chúng ta thôi, ngoài xã hội nó rộng mênh mông lắm mình không nói đâu, mà trong cái làng đạo của mình thôi. Bây giờ hỏi lại cái ban trị sự nào mà trong đó 9 thành viên, 7 thành viên ha, tùy theo ít nhiều. Mà nếu mà ban trị sự đó mà biết thương yêu, biết đoàn kết vì đạo, vì thầy để phát huy cho cái đạo sự đó, kể như là quý vị quá giỏi. Quý vị nhờ tu tập được cái sự nhẫn hòa đó. Nhưng mà ngược lại hỏi kỹ lại đó, thì 100 ban trị sự chứ cũng có là một số ban trị sự nào là trong nội bộ cũng hơi bất hòa, cũng hơi chia rẽ. Quý vị thấy có này không? Có không? Có, có, có. Cho nên thưa tất cả vị, thì chính vì vậy mà đây chúng ta cũng phải lấy cái chuyển nhẫn này ra để chúng ta đối xử, ta tu tập để làm sao cho có thuận, có hòa, có đoàn kết, để cho là chúng ta phát huy được cái đạo sự địa phương của mình lên. Và cho nên vì vậy trên bước đường tu tập của chúng ta, ta lấy cái chuyển nhẫn làm phương châm trong cuộc sống. À, để rồi khi đối nhân, khi xử thế, ta làm sao cho nó đã trở thành con người hoàn thiện, ta nhẫn được. Còn ngược lại, nếu ta không nhẫn được thì ta bất mãn, thì bắt đầu cái là sự nghiệp tu hành chúng ta, sự nghiệp trong việc làm đạo sự chúng ta sẽ bị bán đồ di phế. Tại vì ta giận người ta bỏ cuộc, đang là tăng sự mà mình giận trong trưởng không khó, hay giận trong thành viên nào đó, rồi đó là mình bất mãn, bắt đầu mình nghĩ là bỏ cuộc. Đó, cái này nó đã có sai đó. Đó cho nên như vậy mà chúng ta bị bán đồ di phế. Rồi đang tu đó mà bị ai nói xấu này kia nọ, giận quá bất mãn quá không nhẫn được thì bỏ tu luôn. Cho nên vì vậy ở đây là chúng ta phải lấy cái chuyện nhẫn để mà đối xử với đời. Điều này Đức Thầy đã cho chúng ta biết là chữ thứ nhất nhẫn năng sự thế là người hiền khó kiếm trên đời, lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn thôi. Gì thôi bây giờ qua tới cái nhẫn thứ hai. Nhẫn thứ hai đó là nhẫn giới. Nhẫn giới thì tâm thuận thận thủ tiền, chữ thận chứ không phải là thuận nha, thận thủ tiền. Như vậy thì chữ nhẫn là ta đã hiểu rồi phải không? Tức là nhẫn là tâm nhẫn rồi. Bây giờ cái chữ giới là gì? Thưa quý vị, giới là cho đủ rồi, giới lực. Mà giới lực cái âm ta chứng phạm đó là ba la đề một so. À, như vậy thì ở đây nói rằng đó là giới lực, có nghĩa là do vị giáo chủ của tôn giáo đó chỉ dạy cho môn đồ câu theo đó mà thực hành để chánh ác, để hành thiện, cho nên đây là gọi là nhẫn giới. Kỳ tâm, chữ kỳ là khắc kỳ vào lòng, chữ tâm là lòng đó, kỳ là khắc kỳ mà tâm là lòng, cho nên kỳ tâm có nghĩa là khắc kỳ vào lòng. Thận thủ tiên, chữ thận là cẩn thận, dè dặt, kỹ lưỡng. Cái chỗ này ta phải cẩn thận nè, đối với giới lực là ta phải giữ cách rất là cẩn thận. Thủ là giữ lấy, mà tiên là trước hết. Và như vậy thì ý muốn nói rằng đó là cái câu thứ hai này Đức Phật Thầy Đại An cũng như Đức Thầy đã dạy chúng ta là cái người tu chúng ta đó là phải luôn dè dặt cẩn thận, luôn luôn phải lấy giới lực ra làm tu hành là trước hết, mà cái đó chúng ta phải dè dặt kỹ lưỡng. Như vậy thưa quý vị, giới lực thì nó nhiều lắm, thấy không? Đạo Phật đó từ cái là tại gia cũng có năm giới, rồi sa di thì cũng có 10 giới,
rồi tùy theo tỳ kheo ni là có 250 giới và 348 giới, thấy không? Rồi đó là ở tại gia Bồ Tát tại gia thì có 10 giới trọng và 48 giới sinh, đó là cái hạnh Bồ Tát tại gia. À, rồi đó là đối với Phật giáo bảo chúng ta thì có 800. Nhưng mà ở đây đó tôi không có giải thích gì hết với lịch, nhưng mà chỉ nêu lên, rồi đó là chúng ta câu theo cái câu văn này mà chúng ta giữ làm sao cho đúng với lời Đức Phật thầy Thế An và Đức Thầy đã chỉ dạy, là nhất là phải cẩn thận, phải dè dặt để chúng ta giữ giới không bị sai phạm, không bị phạm. Như vậy giới nó có giới tướng và giới tánh. À, tướng là gì? Tướng có nghĩa là đó là cái hình thức mà chúng ta phạm vào đó gọi là phạm giới tướng. Mà giới tánh là có nghĩa là gì? Giới tánh có nghĩa là trong lòng của mình, trong tâm của mình khởi lên cái tư tưởng, đó là khởi lên tư tưởng phạm giới thôi, đó là cái giới tánh. Cho nên vì vậy hai cái này tướng và tánh chúng ta phải nói là rất là dè dặt, rất là cẩn thận, phải nhớ. Ví dụ như quý vị bản thân mình trước đây là cái người uống rượu, à, rượu là giới tánh rồi, đạo Phật cũng cấm mà cái thầy cũng cấm. Như vậy thì nếu cái người mà dè dặt cẩn thận đó biết rằng mình lợi gần cái bàn rượu đó là cái hơi men mà nó đưa vào trong lỗ mũi là nó kích thích hệ thống thần kinh chúng ta, làm cho chúng ta là nhớ lại ngày xưa mình cũng tinh tụng ly với bạn bè của mình. Cho nên lúc bây giờ ta không dè dặt cẩn thận, ta ngồi chung bàn đó nha, rồi lúc đó đó là bạn bè ngủ với nhau và ngủ mình, rồi nghe là ép mình, bắt đầu mình từ chối ép mình, ép mình mà nếu mà chúng ta không kiềm chế được thì lúc bây giờ chúng ta nếm một miếng, mình nói là thầy già cho phép mình nếm chút rượu thật nhẹ, nhưng mà mới đầu nếm chút sợ, nếm chút thôi, cái ông thứ hai ông cũng ép nữa, nói thôi về chỗ bạn bè anh uống với anh hai này giữ cái tôi chơi ban đầu, ông thứ hai này ông chưa cho mình nếm chút nữa, mà nghĩa là tới người thứ ba thứ tư mới đầu nếm chút chút giết là nửa ly, rồi giết là làm cái ó cái ở đầu hết ly luôn, rồi phạm giới, vậy là phạm giới rồi, ó hết ly là phạm giới. Thầy cho phép làm một tí rượu thật nhẹ chút thôi đó, nhưng mà làm hết ly vậy là chúng ta đã phạm giới. À, ngoài ra còn nhiều nhiều cái khác nữa, kể cả ví dụ như đánh bài tử sắc, ví dụ quý bà hồi đó mình thích đánh bài tử sắc phải không, chưa vào đạo bạn bè ở sớm rủ nhau đánh bài tử sắc, mà bây giờ đã vào đạo tu rồi đó nghe, thì lúc bây giờ cái chỗ mà cái bàn mà bài tử sắc đó mình đừng có lại, lại rồi mấy bà bạn bè rủ là chơi đỏ bắt đầu mình cũng quen nữa, chạy đường đủ rồi nhảy vô đó ngồi xè bài với tăng đó, tương vị tiện rồi này kia nữa, đánh hơi gỗ đầu là chúng ta trở thành ghiền, thì trở lại con đường ngủ chúng ta. Cho nên mấy cái này ta cẩn thận ta về dặn, nhớ là phải cẩn thận về dặn. Còn giờ ngoài ra đó, đối với những cái mà ta dễ nhiễm dễ động đó, đó là ta phải giữ cái giới tánh như thứ thế này. Cái giới tánh là nó quan trọng hơn gì, bây giờ tánh là nó chủ động tạo tác, cho nên ta giữ được cái lòng của mình được trong sạch thì cái giới tướng chúng ta không phạm, phải không? Mà ta giữ cái lòng của mình mà không được trong sạch, nó bị động rồi thì ta phạm được giới tướng luôn. Cho nên vì vậy có cái vị này đó, ông lấy cái tướng mà ông kiềm chế cái tánh của mình. Ông bác này đâu cũng lớn tuổi rồi, ông đi cùng một chiếc xe, thì trong chiếc xe đò đó là ta chở 45-50 khách, thì khi ta lưng lại ta ghé lại ta cướp một cô thiếu nữ. Như vậy trong cái ghế của ông bác này ngồi đó là cái ghế đâu, mà bây giờ chỉ có một cái ghế nó trống thôi, ngoài ra cái đằng kia đang ngồi bếp hết. Như vậy thì cô thiếu nữ thì bước lên nó ngồi gần với ông bác này, bác này là tín đồ Phật giáo hảo, thì lúc đó ông bác này nó than ở cô để cho tôi đứng dậy chứ, thì ghế là ông bác này đứng dậy. Thì cô kia cũng nghĩ rằng cái là ông nhường cái ghế bên trong cho mình ngồi, ông nhường lẫn ngồi bên ngoài. Thì hôm nay ông đứng lên cho ông dịnh cái cây sắt lên cao ở trên, ông dịnh lên trên, ông không ngồi, chống nó không ngồi. Cái cô gái này nó cội ghế chống thì sao bác không ngồi được bác, nó không được đâu cháu ơi, nghĩa là nam nữ thọ bất thân, tôi không thể nào gần cháu được đâu, nó tan lớn. Bác lớn tuổi rồi, bác là bác ba, bác ông nội con, bác sợ gì, nó tàn ơi, tướng tôi già chứ tâm tôi chưa già, cô ơi đứng chỗ chắc ăn chứ. Phải không? Cái tướng già chứ đâu không già. Thì câu nói này nó đúng tâm lý á. Thật sự ra về mình hôm nay mình 60 tuổi, mình 70 tuổi, tôi giờ là 59 tuổi rồi đó. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ trong đầu óc tôi là 59 tuổi. Mình nghĩ đâu lúc mình còn đang còn thanh niên đâu. Đó. Thì quý vị 70 tuổi, 80 tuổi rồi đó là 60 mấy tuổi thì mình nghĩ như lúc mình đang còn trẻ. Cho nên vì vậy đó thì thưa quý vị, thành ra lúc bây giờ đó mình nghĩ vậy thì mình phải dè dặt cẩn thận tốt không? Chứ giờ thế mà ngồi trên xe mà ngồi gần nó nghe, rồi xe nó chạy nó vòng rồi nó thắng là kia nọ, rồi thế nào nó cũng tổ quẹt như nó đụng tổ quẹt qua lại, mà cái bình điện rồi cái điện cái chi của gì biết mà ghim vô nó nhá hơi nó đứt bóng rồi,
nó nhá rồi nó tốt vậy nè, nó vòng vòng rồi nó đụng chút cái này, nếu mình vô tâm á, cái tâm mình nó tốt á thì đụng đụng về coi như đụng đó là cục đá cục vật này kia đó, cái vật gì thôi mình không quan tâm tới. Còn là này á là nó đụng cái mình về suy nghĩ, đụng mình suy nghĩ, đụng mình suy nghĩ, giống như mà cái đèn đèn điện mình kẹp vô nó nhá nó hết bình mình, nó mau lúc bóng đèn à, bóng đèn trí huệ của mình đó à. Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì đây là giữ giới là cái điều rất cần thiết à, để cho chúng ta giữ được cái tâm tánh mình cho nó tốt. Và thì chỗ này đức thầy đã cho biết là chữ nhẫn giới trì tâm trong trẻo, phiên dương trần giữ phận làm đồng à. Như vậy thì giờ đây là chúng ta phải giữ bổn phận, mình phải giữ cái giới, làm sao cho tâm chúng ta nó được trong trẻo, mà trong trẻo là trong sạch. Thấy không? Mà trong sạch thì kể cả tham sân si phiền não, ham muốn tất cả các vật gì trên thế gian chúng ta cũng liều bỏ đó. Nhưng mà nhớ là phải dè dặt cẩn thận, giữ được giới lắm và giữ được giới tướng là tốt à. Còn cái người nào tâm hoàn toàn trong sạch mà cái giới tướng chúng ta mình thấy nó hơi phạm, thì lúc bây giờ đó là mặc dù mình không dính mắt nha, nhưng mà ngoài cặp mắt thế gian ngoài ta nhìn vào ta đánh giá mình à, thời nay ta nhìn cái tướng không, nhìn cái hình thức không, trên cái tánh mình ta đâu có thấy. Và chẳng hạn như nếu mà mình làm như Liễu Hảo Huệ ngày xưa đó là kể như là thế gian ta đánh giá mình. À, còn làm với cái ông chàng thiên sinh này đó là được. Ông này ông ở cái trại ông Tư Bình Anh à, lúc đó là chỗ đó nhà vắng vẻ lắm. Thì lúc bây giờ ở kế một bên cũng trong cái làng đó, thì nhà tôi này nghĩa là mưa dột, mưa lớn quá nó dột à, cho nên vì vậy là mà cổ mới chạy qua nhờ tá túc một đêm. Thì ông này nó không được, bị ông đóng cửa lại, ông nó không được. Nghĩa là tôi với cô là nam nữ mỗi chỗ vắng vẻ này là nam nữ thọ thọ có thân không được, cô làm ơn tôi kiếm nhà khác đi. Nói thế là anh á, anh vậy lại còn rất kỹ lắm. Bây giờ anh tu như lửa hậu quẻ kìa, ngon tôi gái trong lòng mà nó là người ta kiểm chứng ông đâu có bị động tâm gì đó đó. Thì cái lại ngại nói là ông lửa hậu quẻ làm được, tôi là không được, nhưng mà tôi không cho tôi vô được trong nhà này thì tôi cũng đâu có thua kém những lửa hậu quẻ, thấy không? Tại vì ông này ông sợ cái tâm ông động, cho nên ông giữ được cái tướng, mà giữ được tướng là giữ được tâm à. Còn có người giữ được cái tâm nhưng mà cái tướng không giữ thì cũng tốt á, nhưng mà có cái thế gian người ta nhìn vào cái cặp mắt, cái hình thức người ta đánh giá mình được đó. Ví dụ như bữa nay tôi đi diễn giảng ra đây, tôi chạy một mình lên tôi không sao, mà nếu tôi chở một cái người khác giới sau lưng mình lên đây hỏi cho chú đi ai đấy, kiểu tôi đi với cô đó là kia nọ, kể như bữa nay tôi đứng trên diễn đàn khiến mà không cho chạy, rồi quý vị sẽ đánh giá được thế nào? Còn giả dụ như Trang đi đó, nên mượn cái ông nào cũng chở giùm đó, thì nghĩa là chị đi ai vậy Trang, nói nghĩa là cái anh đó chở tôi được kia nọ. Vì vậy thế quý vị cũng đánh giá thấp cái người dân viên đó, hết trơn đó. Cho nên thưa quý vị, vì vậy mà ở đây là chúng ta phải dè dặt cẩn thận, mặc dù cái tâm mình không khởi nhưng mà cái hình thức người ta sẽ đánh giá mình. Vậy thì giờ nghĩa là chúng ta phải giữ giới cho tâm trong trẻo, là phải giữ được giới tướng và giữ được giới tánh à. Như vậy thì ta phải cẩn thận đầu tiên trước hết à, quả dè dặt cẩn thận đó. Được như vậy thì nhẫn giới có nghĩa là ta nhịn để ta giữ cho tròn giới lực của mình. Trong tâm mình khởi lên mình thèm, mình đưa thích cái đó mà ta nhịn, đó là ta nhịn, là ta giữ giới đó. Thì thôi vậy, bây giờ qua câu thứ ba, đức thầy dạy chúng ta nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ. Chữ giả là vậy à, à, không, chữ giả này là người chứ, chữ giả là người, có chữ giả là vậy là giả như đê, mà giả là người là gì. Như vậy thì giờ nhẫn giả là nhẫn với người, hương lân là làng xóm của mình, tức là người chợ xóm mình đây đó. Rồi đó là hòa ý hỷ, chữ hòa là hợp tác cùng nhau, kết hợp cùng nhau, mà trong đó là tâm mình khởi lên sự vui vẻ quan hỷ, đó gọi là hòa ý hỷ. Như vậy thì đối với cái người làng xóm à, hồi nãy mình ra mình dẫn đối thế rồi, xử thế rồi, hồi nãy là mình dẫn là đối với đó là tôn giáo bạn, là đối với nhân sanh, đối với đồng bào dân lậu. Nhưng bây giờ đi vào trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta, đối với người ở chập xóm của mình, quý vị biết ở xóm của mình đó là tình làng nghĩa xóm, quý vị nhớ tình làng nghĩa xóm. Cho nên vì vậy mà khi tối lửa tắt đèn nó có nhau, thành ra mỗi khi có cái gì khổ sự gì trong gia đình của mình là cái người ở xóm người ta hay trước, mà đây trước là ta sẽ giúp đỡ mình, ta giúp đỡ mình. Cho nên vì đây là cái đạo đức tình người ở xóm à, mà cũng nằm ở trong cái chỗ là quan hôn ban té luôn. Chính vì vậy mà đối với người tu chúng ta là luôn luôn đối với làng xóm là ta phải đối xử hòa hợp, phải thỉnh thảo nhỏ, mặc dù người ta chỉ trích mình, ta chê bai mình, ta phê phán mình à, có khi ở xóm người ta không thích mình, thấy không? Nhưng mà quý vị xét, sở dĩ người ta không thích mình đó, mình xét lại bản thân của mình coi sao, xét bản thân coi sao, tại sao ta không thích đó.
Nếu như có một hai người nào không thích là tại vì ta không nguyên người tu, thì cái chuyện đó ta không bàn tới. Hoặc giả cái nghiệp quả nào đó, cho nên chuyện đó ta không bàn tới. Còn trường hợp mà ở sớm đó, ví dụ như mấy chục cái nóc da mà hổ ra là kể như là có một hai nóc da mà thích, mình còn mấy chục nóc da chưa không thích, là xét kỹ lại cho bản thân chúng ta tu sao. Cho nên vì vậy đó mà mình đó thì thường thường mình làm Phật xứ người ta, nhưng mà coi chừng làm ma xứ nhà. Xứ nhà ta chế mình, ta phê bán mình, ta nói ông đó mà tu gì, ba đó mà tu gì, thì nghĩa là ta phải xét kỹ lại. Nếu như ta là người mới lỗi thì lúc bây giờ ta gắng cố gắng tu tập để lập hạnh, gọi là cái hạnh giáo. Cái hạnh giáo quan trọng là gì? Cái ngôn giáo là để thuyết trình thuyết giảng giáo lý cho người ta nghe, nhưng mà cái hạnh giáo ta nhìn thấy cái hạnh mình để ta bắt chước ta tu theo. Mình tu như thế nào đó ta mới bắt chước được. Còn ở làng xóm họ giờ mình tu sao đó mà không thích, mình nói với mình là không thích à, tại vì mình còn tham còn sân còn si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê cái đủ thứ, cho là không bao giờ ta thích mình đó. Cho nên thưa quý vị, tôi thì tôi không hay gì mấy, nhưng mà có cái là cũng không có sớm, tôi cũng không có gì ít. Bây giờ tôi lại tôi nói đạo cho nghe, đi thuyết giảng thôi, về là đầu là tôi nghiên cứu giáo lý, hoặc giả là đi làm việc từ thiện xã hội, làm đạo sự, tại vì địa phương mình còn nhiều cái công tác đạo sự, làm trong ban trị sự, rồi còn là biết ban tình thương, rồi còn là phó ban quản tự ở chùa vân vân. Cho nên không có thời gian rảnh để mình giao tiếp sớm, nhưng mà người ta thấy mình, thấy cái tư chất, cái nhân cách sống của mình, sớm chiều tôi cúng lại, tôi ngồi niệm Phật, tôi đi tập thể dục đi qua lại cho ta thấy mình, ta thấy cái tính cách tu của mình ha. Rồi mình đối xử làng sớm không có lời qua tiếng lại, không nói xấu ai, cũng không ai nói xấu mình, cũng không chửi mắng, cũng không nóng giận với ai. Cho nên vì vậy đó mà ta thấy mình ta bắt chước, cho nên sớm tôi về họ bắt chước cũng cúng lại với mình, họ cũng ngồi niệm Phật rồi cái nào. Thậm chí có những người dân tiền nó bắt chước theo cái hạnh tu của mình ha. Mà cái câu đó mà chọn mặt dễ dàng cái gì có nghe chưa? Có nghe rồi không? Mà có cái cô này ở sớm đó, hình trước đó này, cổ nói với tôi, nói cậu hai ơi, thì kêu theo con cổ á, kêu theo cháu cổ, nói cậu hai ơi, hỏi có gì về mà lại nói nhỏ nhỏ tôi một câu làm ơn cho tôi. Quý vị nghe gì không? Tôi nói tôi nghe mà không được, sao quý vị nghe? Có nghĩa là cổ nói đó, cổ nói á, cậu làm ơn cho tôi gửi vàng thôi, cậu kêu tôi gửi vàng, cậu làm ơn cho tôi gửi vàng đây tới Tết lên, tại vì có cái thằng con ở nhà, thằng này nó ăn chơi nó quậy, bà bả sợ cái là nó lấy cái là nguy hiểm. Rồi tôi hỏi ra chừng nhiêu lần, bả nó không biết nhiều mà nó một cục gì là bả nói một cục gì, một đường đụng tay. Tôi nói thằng ơi, tôi bỏ đi hoài, tôi để tôi có giữ cũng để trong cái tủ sách đó đó, thì ra tủ tôi ở nhà tôi có cái tủ sách, cho nên tôi để tủ sách rồi lỡ rồi tôi đi thuyết giảng, tôi đi đầu này kia rồi. Rồi biết đâu ai lấy là của đâu tôi thường. À, của đâu thường. Cái bà nói không sao đâu mà, không sao đâu. Nó không sao chứ tôi không dám nhận cái gì. Tôi không dám nhận. Tại sao con bà không tin? Những người ở xung quanh không tin mà người ta tin mình. Tại vì đó là ta thấy mình tu. Rồi mình cũng chưa có gì xảy ra tham lam hay là sân nộ, chưa có gì bích lòng nha. Cho nên đây gọi là câu đấu chợ mặt cái vàng. Mà phải nay kêu ngay mình để gửi vàng. À, phải gửi là gửi phụ nữ rồi kia nọ chứ đàn đàn ông này mà hồi đó giờ có tài sản đâu kêu mình, kêu mình cái là giữ vàng giùm đó, cho nên tôi rất là sợ, rất là sợ. Ý muốn nói lên đó là mình gán cố gắng à, cũng gán cố gắng tu tập như thế nào để cho làng xóm người ta đối xử tốt với mình đó. Còn ngoài ra nếu mà ngoài ý hiểu đây đó, lỡ như mình bị người ta chỉ trích chê bai, mình xét lại mình tốt rồi người ta vẫn chỉ trích chê bai, nhưng mà mai kia mất nọ trong gia đình người ta, nếu có hữu sự thì sao? Hữu sự ví dụ có người chết à, có người chết rồi đó là làm đám tang làm tình, thì giờ lúc bây giờ ta cần cái mình đó, mặc dù nãy ta chê mình, nhưng cái này tôi lại tôi nói là anh hai chị ba ơi, giờ ba má tôi hay là chồng tôi cái gì đó chết, bây giờ nhờ anh chị lại cầu nguyện rồi chủ trì cái đám tang gì chân, mà nãy ta chê mình đó, mình dẫn người ta đó, bây giờ ta kêu mình lại để làm lo cái hữu sự cái đám tang làm tình đó, quý vị sao cái đó mình nghĩ sao quý vị hả? Lại không tới không? Tới thiệt phải không? Tới mà vui không hay là tới mà chậm chậm bị nãy nó chê mình đó? Tới mà phải hòa ý hỷ. Ý hỷ là bên ngoài mình hòa hợp với người ta, trong tâm của mình phải hết sức vui vẻ, hết sức vui vẻ à, nhờ mình làm tiếp cái đám tang đám tình, cái hữu sự đó bất cứ, hoặc giả sửa cái nhà cái gì đó, thì nghĩa là người ta sẽ có thiện cảm với mình. Hồi đó ta chê mình, nhưng mà giờ hòa nhập cái đó ta làm, thì lúc bây giờ ta mới khen mình được. À, ta mới khen mình. Cho nên thưa quý vị, như vậy thì đối với làng xóm chúng ta cũng phải nhận à, nhẫn nguyên lân cùng cấp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ à. Cho nên thưa quý vị, như vậy thì
qua cái câu thứ ba này là Đức Thầy dạy chúng ta là phải nhẫn nhịn đối với người làm xấu mình. Bây giờ qua câu thứ tư, bây giờ tới trong gia đình nè, cái chỗ này tới trong nhà nè, tới chuyện của mình rồi đó nha. Đó, bây giờ trong nhà là sao? Đức Thầy dạy là nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. À, phu là chồng, mà phụ là vợ. Như vậy chồng vợ phải sống hòa với nhau. Quý vị biết đó, chồng vợ mà sở dĩ đến với nhau đó, đây là cái lương duyên. Cái lương duyên này nó có nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải là trong kiếp hiện tại đâu. Mà nếu chồng vợ mà sống tốt, đối xử tốt với nhau và thuận thảo với nhau trong suốt đời suốt kiếp đó, là kể như đây là cái mối lương duyên quá tốt đối với chồng vợ. Nó cũng có gì. Ở Cần Thơ có cái cặp vợ chồng này sống rất là tốt, rất là thuận với nhau, không một tiếng nặng lời nhẹ, không có sự gây gỗ nào giữa chồng với vợ đâu. Hãy chồng nói ra mà vợ nghe, bị chồng nói phải, ông chồng sống tốt, ông nói phải cho vợ nghe. Rồi bà vợ sống tốt không phải, cho nên ông khuyên cái gì cho ông chồng ông nghe. Rồi sanh ra đứa con gái nữa, cho nên hai vợ chồng ăn chay trường, cúng lại sớm chiều niệm Phật. Rồi đứa con gái từ nhỏ tới lớn, từ trong bụng mẹ là nó ăn chay trường, lớn lên nó đi làm, nó đi làm bên ngành y, nó cũng dẫn ăn chay trường. Hai vợ chồng sống rất là thuận thảo, mà từ chỗ thuận thảo nó gì biết sao. Nếu mà nói theo cái đường tu giải thoát thì đây là gặp cái nghịch cảnh. Hai vợ chồng nữa là mới phát nguyện nhau là qua kiếp sau, nếu đầu thai lên được làm người thì hai vợ chồng mình sẽ làm chồng vợ nữa, nghe em, nghe anh. Hai chồng nhớ ba nói vậy, làm chồng vợ nữa đó. Thì cái này nếu mà nói bên đạo Phật mà tu giải thoát ha, đây là cái thuận thảo mình đó, thuận duyên nó thảo mình đó. Đó, cho nên quý vị, nhưng mà đây giờ nói thì cái đức nhẫn với chồng vợ thì phải nó quá tốt, đức nhẫn quá tốt. Cho nên đây là cái mối đương duyên. Nhưng mà xét kỹ lại tôi nói là ở đây, quý vị là đa số là những người đã có gia đình. Có gia đình nào, có chồng vợ nào dám tự hào hãnh diện đưa tay lên là chồng vợ tôi từ trước đến giờ 10 năm, mười mấy, 20 năm nay chưa bao giờ có tiếng nặng lời nhẹ, chưa bao giờ gây gỗ lên nhau không? Quý vị nào chưa có dám mạnh dạn đưa tay lên nha. Không ai đưa hết. Vậy là có gây gỗ với nhau rồi. Có gây gỗ với nhau rồi. Không ai được. Thì tôi nói vậy. Nhưng mà đúng là vậy, mới đúng với lời đó, là ông Thánh nói đó là vô quan trái bất thành phu phụ. Chồng vợ mà không có trái nghịch với nhau, không có quan với nhau, quan gia với nhau thì mà chưa phải là chồng vợ đó. Cho nên vì vậy, nói chung là chồng vợ mặc dù nó là cái nhân duyên trong nhiều đời kiếp, nhưng mà đến với nhau là coi chừng có khi đó là cái nghiệp quả. Gieo nhân thì trả quả. Nếu ông chồng mà mắc nợ bà vợ thì ông đầu thai lên kiếp này ổng làm đầu bắt mặt tốt để cho bà vợ sai khiến thì rõ ràng ổng mắc nợ bà vợ. Nếu bà vợ mà mắc nợ ông chồng ha, chồng ăn nhậu về chơi chơi chắc tán quậy quạng rồi chứ đó, mà đó là bà cũng vẫn chấp nhận để chịu đựng để sống chung, thì mà vẫn thương yêu ổng như vậy, thì đây rõ ràng là cái nợ của bà vợ đối với chồng. Cho nên vì vậy, chỗ này Đức Thầy dạy chúng ta, mặc dù biết đó là quan gia đình chứ, nhưng mà vợ chồng phải nhẫn nhịn với nhau, nhẫn hòa phu phụ mới là thuận tương tình duyên của mình. Nó phải nhận nhìn như nào. Thì thưa quý vị, bây giờ á, tôi nói đây đó, thì chúng ta kinh nghiệm mình. Nếu như mà ông chồng hiền quá, bà vợ hơi lấn lướt, thì nghĩa là gọi là ông chồng là coi như là sống dưới cơ với bà vợ rồi. Bà vợ là đi chèo trên, thì cách này nghĩa là mình cũng phải gắn nhịn đối với bà vợ. Mà quý vị nên nhớ, nếu người chồng mà gặp bà vợ lấn lướt mình vậy đó, thì quý vị phải hành theo cái pháp là diệu cơ. Pháp diệu cơ là gì? Là vợ kêu. Diệu cơ là vợ kêu. Vợ kêu là sao? Ví dụ như giờ đang dự trình tiếp giảng đây, hồi sáng mình đi cái bảo hay, cái bảo nói là giờ này ông ở đâu rồi? Nói tôi đang tới ban sự ở xã Tân Thạnh, Tân Châu dự trình tiếp giảng. Cái bảo nói là ông phải vừa gấp mới được. Vừa gấp mới được. Thì nó hơi gắn đi chút nữa, khoảng 11 giờ mấy xong rồi cái tôi cơm nước, 12 giờ tôi vừa tới gì. Ông nói không phải vừa bây giờ, ông không vừa dọn tới số của tôi. Bắt đầu cái này quý vị sao? Quý vị phải về liền á, chứ nếu mà gắn tới 12 giờ đó là về. Quý vị mà trễ nãy mà bác kêu không về liền á, là gắn tới 12 giờ là sao? Về là bước vô nhà là trước hết là mình thấy con chầm dầm rồi, là cái mặt chầm dầm quả rồi. Rồi thêm cái là cái tay nó chống lạnh cái nữa ra, nó chống lạnh tay nữa. Mà người Việt Nam có đâu sao? Chống Tàu không sợ, chống Pháp không sợ, chống Mỹ không sợ, mà sợ đồng bà chống nặng. Đó, cho nên thưa quý vị, vì cố gắng nói chung là mình nhịn bả hay hơn. Nhớ, quý vị nhớ là nhịn. Mà nhịn thì phải hành cái pháp diệu cơ nha. Đó,
Còn nếu như ngược lại mà quan điểm bất đồng với nhau, trái chiều, cái đó là mình nói cho là chồng tu mà vợ không tu. Tại vì đạo chồng vợ thuận hòa cho nó thác, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Còn ngược lại mà chồng vợ mà tu hết rồi đó thì rất là thuận, rất là duyên. Bữa nay đi thuyết giảng, ông chở bà đi theo, đâu có chuyện gì xảy ra, phải không? Vợ chồng đồng đi mà. Cho nên quý vị ở dưới tôi đó, dưới đường thơ tôi đó, là có khoảng mười mấy cái chiếc xe đó là đều chồng vợ là đi chung với nhau đám tình đi ngày 7 tháng 8. Rồi về nhà vợ chồng vui vẻ không ai cự cãi vậy. Ngặt có cái ví dụ ông chồng đi hoài, rồi bà vợ bảo có đi, mà bà vợ bảo đi, có khi tu mà có khi không tu. Bà bảo không đi đó, mà ông đi hoài đó là một là bỏ công ăn việc làm, thấy không? Không có tạo ra của cải vật chất. Rồi cái thứ hai nữa đó, mà phải đi hoài như vậy, nó im xuôi tốt đẹp không nói gì. Mà lỡ mai đâu mai kia có họ, lỡ cho người nào có gian đó thôi, bị lỡ mà cho có gian đó thôi, mà nghĩa là gặp cái người nào mở sớm đó, tàn ơi, chị mà chị để cho ổng mà đi hoài đó, coi chừng tới ngày mất chồng gì chơi. Bắt đầu nghe là câu này sao là bỏ nổ sùng rồi. Thì bữa nay là về là cái như là cơm không lành canh không mọn rồi, là có chuyện xảy ra. Cho nên vì vậy đó thì ở đây quý vị nhớ rằng là chúng ta phải rất cẩn thận khéo léo trên cái phương diện tu tập. Rồi ngược lại với bà, nếu mà gặp mà chồng lớn nước mình, bây giờ mình tu mà ổng không tu thì sao? Ổng tu có khi ổng rượu và ăn chơi cờ bạc cha tan, thì lúc này là chúng ta phải đi kèo dưới rồi, ta phải chiều ổng rồi, chứ đừng có tự cãi. Ví dụ lỡ uống rượu về, lỡ uống rượu về thì sao? Bắt đầu ổng về vừa tới cửa ổng đi ngã qua ngã lại sàn tới sàn luôn, bên trong nhà mình chạy ra nha, mặc dù thấy là sung cái bụng rồi đó, nhưng có cái phải chạy ra cái giường vô, giường vô nó đỡ, ổng nằm xuống nha, nói anh nằm xuống đây đi để em nấu nước nóng em lau mặt cho anh. Cái đó bắt đầu chạy vô nấu nước nóng lau mặt rồi lau mình, rồi kia đỏ thì ổng ngủ giấc ngon lành, thì ổng thức dậy hết ngủ là khỏe rồi. Còn cái cửa đó nghe mà thấy ổng đi sình sàng ở trước cửa nha, bước ra đứng tay chống lạnh nha, gọi tay chỉ nha, mắng chửi nha, dòng cái đồ tối ngày đi uống gì đó không được đó. Là bắt đầu vô nổi ra nổi nóng rồi, ổng nổi nóng hình tán cho dài bằng hai, thì bữa đó phải như chồng vợ tôn lành canh rồi. Mình biết đây là cái nghiệp của mình phải trả, nhưng mà đợi ổng khi hết vụ đó mình phiên mình đền lai gai mình phiên này kia nọ, thì có thể ổng hầu tâm chuyện ấy không. Một mặt khác là chúng ta gắn tính lại sớm chiều nay con nguyện cải hối là sám hối ăn năn rồi, rồi làm lành đến dữ, mình làm lành đến dữ thì mình tu hoài mình tốt rồi có ngày bà cũng muốn theo mình, bà hướng theo mình. Cho nên vì vậy cái chỗ chồng vợ là ta phải gắn cố gắng những gì đó. Trước khi qua cái câu này đó, kể chị nghe cái câu chuyện ông này đó, là ông sắp được tết. Ông này là một triết gia ở nước Hy Lạp, ông cũng là một nhà triết học nổi tiếng ở phương Tây, ông đóng góp cho cái nền triết học ở phương Tây rất là tế. Và có một điều là ông thường đi du thuyết, tức là ông đi thuyết trình giáo lý cho người ta nghe. Chính vì vậy mà trái với quan điểm của bà, thành ra bà thích là làm kinh tế hơn, bị thấy bao nhiêu người ta làm kinh tế ta phát triển ta giàu có, bọn này tối lại đi du thuyết không, cho nên trái với quan điểm của bà, thành ra từ đó bà nằm lên bất mãn. Thôi thì bà không thôi, nhưng mà ở đó, thì bà hành hạ hoài. Một hôm nọ bạn bè đến rủ ông đi du thuyết, đi thuyết trình, thì lúc đó nghĩa là ông nghĩa là trong nhà vừa bước ra, bà thấy mà bạn bè tới là bà sụng rồi, bà sụng bà có nể gì bạn bè ông chứ, không có nể chồng gì ông chứ. Cho nên bà đang lao cái nhà sàn ở trên đó, bà múc nước bà lao, bà đẩy này kia nọ bà lao, thì trong cái thau nước đó là toàn là nước dơ không vậy. Mà thấy ổng trong nhà vừa bước ra, bà bưng cái thau nước bà đổ trên đầu ổng, tư trên đầu dài xuống nước mình. Trong đó thái độ ổng sao quý vị, độ sao? Ổng vẫn vui vẻ cười, ổng cười với bạn bè mà ổng dờn lên cười với bà. Ổng nói câu gì nè, ổng nói vợ tôi thấy tôi chưa tắm rửa thay đồ, cho nên vì vậy nó tạt nước dơ này để tôi thẳng cơ hội này vô tắm rửa thay đồ luôn. Gặp mình sao? Gặp mình là săn táo lên nha, chạy giết lên chở là tán cho mấy bàn tay, đạp cho mấy đạp, thôi cho mấy thôi. Nhưng mà ông nói câu nhỏ nhẹ vậy, rồi ông vô tắm rửa cho ông mặc đồ mới ông đi. Rồi bây giờ lâu lâu cái đầu cũng bạn bè tới, bữa đó bạn đi chợ, cái ông mới dọn ra cái bữa tiệc nhỏ đó là trái cây thôi. Cái ông gọt trái cây nào là bơm ha, rồi nào là những cái loại trái cây ông gọt ra, rồi số trái cây trong dĩa chưa ông gọt. Thì bà đi chợ về tới, vừa tới thấy có gặp bạn bè ông lại, rồi thấy ông cũng đi cho nên mới bực bội. Cho nên cái là bà mới nói câu đó, tôi đi chợ rồi nãy giờ ở nhà tự tung tự tác hả,
cái dĩa trái cây đang gọt xong rồi bà lấy trái cây bà hất ra ngoài, bà hất ra ngoài là nó dơ rồi, dơ rồi đó là cái động nó thôi. Vợ tôi hất cái dĩa trái cây mình gọt xong rồi bây giờ còn cái dĩa mà còn nguyên đây đó mình tiếp tục ăn nữa. Bắt đầu ra bà thấy vậy hả, bà lấy cái dĩa đó bà hất thêm cái nữa là hai dĩa, cái dĩa chưa gọt ra thêm nữa. Cái ông ra ông nói vợ tôi nói là làm gì không sao đâu, mình giao mình lượm lại, mình lau chùi rửa sạch sẽ, mình gọt ăn gì đâu. Ông vừa ra bắt đầu ông lượm lượm bắt lấy chậu bắt quét luôn, bắt quét đùa luôn. Quý vị thấy sao? Cái đó mọi người đều nóng giận giùm cho ông, nóng giận cho ông luôn. Nói anh nhịn được hay cái tôi là gặp tôi là tới số thì nhịn không được à. Cái ông ấy khoan thai nhẹ nhàng ung dung mỉm cười ông nói gì nào. Ông nói với là tôi không giận vợ tôi, mà ngược lại tôi còn mang ơn vợ tôi nhiều hơn nữa. Nhờ vợ tôi à, nhờ vợ tôi mà rèn luyện cho tôi được cái đức kiên nhẫn, cho nên tôi mới thành tựu cho tới ngày hôm nay à. Các anh đừng giận đừng gì chứ, tôi mang ơn vợ tôi dữ lắm. Còn quay lại còn nói trước mặt bà nói là anh năn ơn mình nha, anh năn ơn mình nha. Bắt đầu cấp này bà hồi tâm chuyện ý, bà mới nói vậy là anh không có giận. Mấy lâu nay anh không có giận thần gì em chứ hả? Em là cái người anh của anh mà giận thần gì? Nhờ em là trợ duyên anh đó, cho nên anh không có giận giờ gì em chứ. Bắt đầu đó là bà mới khóc cái gì, bà khóc. Bà nói như là hồi đó bây giờ em tưởng đâu là anh giận em, mà không ngờ anh nói câu này đó là đã xoay chuyển tư tưởng của em. Vậy thì từ đây về sau là em nguyện là sẽ trợ duyên phần thuận cho anh để anh tiếp tục đi du thuyết ra cho người ta nghe. Ra vậy thì xin anh hãy tha lỗi cho em bấy lâu nay đã đối xử bạc đãi với anh. Trời ơi, quý vị thấy hay không? Tôi nhận ra câu đó đó. Ờ. Ừ. À, mấy ông mình làm được gì không? Cái này để tới đó họ tính anh rồi. Bây giờ chưa có đó còn chưa biết. Tới đó thì họ tính. Mà nhìn được như vậy đó, nó mới khen. Cho nên cái đó mình nói thật sách luôn á, sách vở có rõ ràng. Thì thưa quý vị, cho nên giờ không có đức kiên nhẫn vậy, sau này cái ngày mà ông ra đi bị uống thuốc độc, ta ép buộc uống thuốc độc, ông ra đi ung dung tự tại không có chút xạo sạch, cho nên ông trở thành một người nổi tiếng là chiếc gia ở nước Hy Lạp và các nước Tây Phương. Thì thưa tất cả vị lãnh đạo chúng ta, vậy thì qua cái chỗ này đó, câu thứ tư là thầy dạy ta là nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Chồng vợ phải đối xử hòa với nhau, phải vui vẻ, phải nhẫn nhịn. Hễ chồng nấu mà hơi trái tay thì bà vợ cũng đừng thèm chi cứu, những câu nói khó nghe đó. Người vợ nấu mà trái tay thì ông chồng cũng đừng bao giờ chi cứu, cái câu nói khó nghe đó. Mà hễ vợ nấu đi trước bỏ đi ra phía sau, vợ nấu phía sau chồng nấu phía sau, vợ đi ra phía trước. Mình né đi thì lúc đó ta đang nóng rồi, hễ ta gây lên là ta nóng rồi. Mà hễ ta nóng mà mình châm dầu vào lửa nữa thì coi như là trái nhà, trái nhà. Ra vậy thì thưa quý vị đồng đạo chúng ta, thôi bây giờ qua cái câu thứ năm, nhẫn tâm nhịn nhục thường an lạc. Chỉ nhẫn tâm là gì? Tức là cái lòng nhẫn của mình. Hồi nãy giờ mình nói đó là nhẫn để xử thế, nhẫn để xử đối với chàng chớm, nhẫn để đối xử với trong gia đình. Còn bây giờ nói là nhẫn trong lòng của mình. Tâm là gì? Chữ tâm đó là nhục đoàn tâm, là duyên lưỡi tâm, là chân lưỡi tâm, thấy không? Mà nhục đoàn tâm là trái tim, mà duyên lưỡi tâm là cái tâm chúng ta, là nó duyên theo hoàn cảnh bên ngoài, nó liên tục sanh ra những vọng niệm thất tình lục dục, rồi đó là nó sai khiến chúng ta. Cho nên chúng ta thường sống theo cái tâm này, duyên theo ngoại cảnh. Rồi bây giờ dân như tâm là cái tâm chân như cái tâm vắng lặng, tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh được đó. Như vậy thì thưa quý vị, hằng ngày chúng ta sống với hai cái loại tâm, một là chân như tâm, hai là duyên lưỡi tâm. Cái chủng tử của duyên lưỡi tâm đó là nó liên tục nó sanh ra, nào là thành kiến cố chấp thói quen, sự trần trờ lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo tật bố dèm xiểm vui nịnh ích kỷ tư tâm, sự gây gỗ mê đắm trong bể dục tình, nó làm cho náo loạn khổ lòng. Cho nên chúng ta bài trừ được nó rồi thì trí huệ tất không mà phát thai vậy, mở mang vậy. Rồi bây giờ còn chân như tâm là được nuôi dưỡng bằng tích lũy bồ đề, cho nên nó nảy sanh ra là từ bi hỷ xả, rồi bác ái, rồi phan dung, rồi ngay thẳng. Tất cả những cái thứ tốt đẹp nó đều ở trong cái nội tâm chúng ta, cái tâm chân như chúng ta. Cho nên vì vậy ở đây ý nói rằng nếu ta sống với cái tâm chân như của mình, từ bi hỷ xả, mọi thứ tốt đẹp ngay thẳng phan dung, thì lúc bây giờ ta không còn nóng giận, cái tâm chúng ta không còn nóng giận. Còn ngược lại mình tắm cái sống cái tâm mình duyên theo hoàn cảnh bên ngoài, thì khi mà gặp cái việc mà nó trái với cái quan điểm của mình, trái với mình,
bất cứ đó là từ trong gia đình tới làng xóm tới xã hội tới trong cái diện đạo đức trong nội bộ trong ban chúng ta, nếu cái chúng ta là ta nổi sùng lên, bắt đầu ta dẫn đi thì ta dẫn là chuyện gì xảy ra, thấy không? Nếu nhẹ thì gây lỗi lẫn nhau, mà thầy đã cấm chúng ta là không được gây lỗi lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau, con chưa nóng giận, nhẹ là gây lỗi lẫn nhau, nặng chút nữa là xăng tay áo, có thể là đánh qua lại lẫn nhau, thì cái này nói chung là không tốt. Vậy thì cái tâm nhẫn, cái tâm nhẫn là có nghĩa là trong lòng chúng ta buông xả hết, đừng chứa chấp một điều gì, dầu cho điều đó người ta đã vu khống cho mình, vu oan cho mình. Cho nên cái gì thì đó là ngày xưa Bạch Ẩn Đề Hạt á, cái ông này đó là khi mà ông ngộ đạo với thầy ở chùa, lúc bây giờ ông rời khỏi chùa, ông về cái quê ông á, ông cất cái tịnh thất để ông tu. Thì cất tịnh thất ông tu thì lúc bây giờ ông tu rất là tốt, mọi người ở xung quanh người ta tôn trọng ông là Phật sống, tôn trọng là Phật sống không. Nhưng mà hôm đó sáng đó có cái cô này, cô này đó là tổ mang thai gọi là có chữ quan, thì lúc đó bà mẹ mới khai thác điều tra ai là tác giả cái bầu thai này. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà kể ra người tình của mình á thì á là người tình của mình sẽ bị đánh, sẽ bị hại ngã. Nhưng mà giờ á là đổ cho mấy ông tu nó dễ hơn, thành ra như vậy rồi. Ủa bây giờ tôi giờ ở gần đây có Bạch Ẩn Vệ Hạt nè, để rồi ổng nói dạ thưa mẹ, Bạch Ẩn Vệ Hạt là tác giả tạo ra cái bào thai này. Bắt đầu bà vợ bà mẹ bà giận quá, bà dẫn đứa gái lại, bà nói uổng công cho làng xóm này đó là tôn trọng ông, là tôn trọng ông đó là Phật sống. Nhưng mà ông trời, ông chỉ được cái bề ngoài à, nghĩa là ngoài ra ông âm thầm gian díu với con gái tôi, ông tạo ra cái bào thai này đó, ông mà tu hành gì, ông mà tu hành gì, ông phải có chịu trách nhiệm với bào thai này. Ông nói vậy sao, cái câu mà nói là thế à, người Bắc là dùng từ thế à mà người Nam gọi là vậy sao. Vậy sao thế à có nghĩa là chấp nhận bằng cách làm biểu tượng đó, cho nên gọi là vậy sao. Rồi bắt đầu cái bà về, bà về thì thời gian sau đó là đến cái ngày mà khai qua lễ dị, đứa gái nó sanh ra, đứa gái sanh ra cái thằng con trai, bắt đầu đó là ông bà mới đem cái thằng trai đó lại, đem là đây, đây là đứa con nghiệp chủng của ông đây, ông là tạo ra nó đây, ông phải có trách nhiệm, ông nuôi nó đây, ông phải nuôi đứa trẻ này, sống chết gì mặt ông, sống chết gì trẻ ông, tôi không quan tâm tới. Ông nói vậy sao, cũng vậy sao nữa. Vậy bắt đầu ông tiếp tục ông nuôi, nuôi được một năm sau cái mà quý vị biết khổ thân đó. Hồi đó giờ đây là chỉ thất thực cơm nước ăn không à, chứ có nuôi nít bây giờ đâu, mà phải gặp như bây giờ nuôi sữa phải, bây giờ sữa đâu nuôi. Cho nên nghĩa là ông cái bồng đứa nhỏ vô trong làng ấy, gặp mấy người mà phụ nữ mà sanh con cũng tương tự một vài tháng như vậy đó, thì nghĩa là mới xin sữa phụ nữ à, thì nghĩa là nhờ đứa nhỏ này nhờ uống sữa của những người phụ nữ khác, mặc dù ta ghét ổng thiệt nhưng mà tội nghiệp đứa nọ đứa nhỏ, cho nên như vậy ta cũng cho sữa nó bú. Cuối cùng ổng nuôi được một năm sau thì đứa nhỏ nó lên nó kháo khỉnh nè, thì đứa gái này bắt đầu nó đi qua lại nó thấy con của mình nó kháo khỉnh quá, cho nên bữa đó về nó mới đấu thiệt với mẹ, nó mẹ ơi bấy lâu nay là con đổ quan ta, đổ quan cho sư Bạch Ẩn Vệ Hạt, sự thật ra đứa con đó là dưới người tình của con, rồi mới chỉ với người tình vậy vậy đó, cho nên vì vậy thôi giờ mẹ vui vẻ đến đó với con để nhận cái đứa con về nuôi để thông quan đức Bạch Ẩn Vệ Hạt tội nghiệp nữa mẹ. Bà nói tại sao hồi đó giờ mẹ nói, hồi giờ mẹ nói tao mặt mũi nào lại đó ta nhận gì, hồi đó xài xẻ ổng chi dễ ổng mà ổng không giận thời cho, mà giờ mặt mũi nào lại nó. Thì nhỏ gái nó năn nỉ giết cuối cùng hai mẹ con lại, trong này bà mới xuống nước nhỏ vậy. Bà nói vậy là thưa thầy, bấy lâu nay đổ quan cho thầy, tính rằng đứa nhỏ này là con của thầy, mà bây giờ biết ra nó là con của con gái tôi với người tình của nó, cho nên thân thầy cũng làm ơn làm phước, thầy cũng vui vẻ ha, đừng có trách thầy, đừng có giận mắng gì, cho tôi nhận cái đứa nhỏ này dễ tôi về tôi nuôi. Ông nói vậy sao. Cũng đâu vậy sao, không đâu gì khác vậy, rồi vậy sao, giao đầu đó là bỏ bọc đứa nhỏ về luôn. Thì thưa quý vị, cho nên ở đây chúng ta tu tập hấp dẫn thì nghĩa là liên hệ tới bản thân mình cũng vậy. Nếu mà mai kia nếp bỏ mà ai có vu oan mình xét mình không có, mình nói vậy sao. Còn nếu là mình có mà nói vậy sao là không thể mà nghe, có là phải sửa liền à. Còn ai vu oan nói nặng nói nhẹ cái mình vậy sao, thì cái pháp vậy sao là cũng là hấp dẫn thôi, cái hấp dẫn của mình đó. Đó thôi giờ như vậy đó, rõ ràng là cái chữ nhẫn nó nhẫn từ tâm nhẫn đó, tâm nhẫn nó buông xả được. Thì cái chỗ này đức thầy dạy chúng ta là chỗ tâm nhẫn nè. Ai chửi mắng thì ta giả biết, giả biết là bên ngoài ra ta nhẫn được cái bên ngoài, đợi cho người hấp dẫn ta phun. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán, việc hung ác thể vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diễn nó liền, sự quán thù đáp lại thử hiền thì thù quán tiêu tan mất hết. Thấy không? Cho nên thù quán mà nó vừa khởi cái tâm của mình đó là mình nghĩa là lấy cái chữ từ bi mình đáp nó liền, lấy chữ từ bi để diễn nó liền,
đó. Mà cái chỗ này đó, cái chỗ mà đợi cho người hết giận tao khuyên, cái này khó. Nhiều người nói với tôi đó, giả biết thì được, giả tâm thì được, mà đợi cho ta hết giận một viên, cái này khó à. Mà chưa ai làm được cho hết giận rồi. Bây giờ đây quý vị có làm được hết chưa? Chưa phải không ạ? Khó làm không phải dở đâu, đợi cho người hết giận tao khuyên. Mặc dù bên ngoài mà không chửi gì với họ, mới nói sao với họ chứ, nhưng mà trong lòng mình nó còn ngùi ngùi, nó còn buồn buồn, nó còn chứa chấp cái giận hờn, cái hờn hờn ở trong đó. Mà còn giận hờn thì làm sao khuyên được? Cho nên như vậy thì ở đây là chúng ta đó, khi nào ta khuyên được là ta đã xả được cái tâm giận hờn mình. Ta buông xả rồi, ta mới khuyên được. Còn quý vị nói là tôi khuyên chưa được là tâm quý vị chưa xả. Cho nên cái chỗ này là nhẫn nhục để giúp đạo tiên tu trường ngã nhân, thì lai vô để họ tính trên Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là nhẫn nhục là cái đạo cao nhất, mà trước hết là phải trừ cái tánh chấp tà. Mình còn chấp ngã, cho nên mình còn giận còn hận. Mặc dù giận nhiều nhưng cũng giận hết đó. Cho nên tiên tu trừ ngã nhân, trước hết là phải trừ cái tánh chấp tà. Thì ra vô ở đó tất cả là các cái gì đưa đưa đó là không thọ à, thì đó là cái tâm Bồ Đề của mình. Cho nên quý vị, như vậy thì nhẫn tâm đó ngày ngày an lạc. Vậy thì ngày này qua ngày kia nhờ đức nhẫn ở trong tâm chúng ta, mà tâm chúng ta nó trở lại an lạc, thanh thản, là bởi vì ta bị cái đức nhẫn, cho nên phiền não trong tâm mình nó không còn dính mình. Rồi bây giờ qua cái câu thứ 6 là nhẫn tánh lành yên tĩnh dài lâu. Thưa vị lãnh đạo chúng ta, nhẫn tánh lành, bây giờ là nhẫn tánh niên niên đắc bảo kiền. Chữ tánh là gì? Thưa quý vị, chữ tánh nó là diệu dụng của cái chữ tâm. Cho nên tâm là thể, tánh là dụng. Tâm là giống như nước, tánh là giống như là sống. Cho nên sống với nước tuy hai mà nó một, tuy một mà nó hai. Vậy thì chỗ này, cái chỗ những tánh đây đó, là ta nên nhớ rằng cái tánh của con người chúng ta là vốn là tánh tốt từ trước đến giờ. Nghĩa là nó là tánh thiện, người mới sanh tánh thiện trời dành, và vô chi sơ tánh bổn thiện. Cho nên cái tánh chúng ta là những cái tánh tốt, là tánh ngay thẳng nè, tánh thiện nè, rồi cái tánh phan dung nè, rồi tánh thuần lương nè, thì nói chung là đây là những cái đức tánh tốt của ta. Nhưng mà ngược lại, tại vì chúng ta sống theo cái cõi đời thế tục này, người ta cứ chạy theo cái danh lợi cảm tình quy quyền phú quý vật chất trên thế gian này, cho nên bắt đầu cái tánh chúng ta tập nhiễm cho nó, mà ta trở thành tánh xấu. Cho nên bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tánh xấu che mờ thiện tánh đó. Thì thưa quý vị, như vậy thì hôm nay chúng ta tu tập nhẫn tánh ở đây là ta sửa cái tánh này nè, cái tánh mà xấu xa như chúng ta từ trước đến giờ. Vậy thì giờ ở đây quý vị nên nhớ rằng là nhẫn tánh có nghĩa là ta kiên định tu tập để chuyển hóa cái tánh tiêu cực trở thành cái tánh tích cực, chuyển hóa cái tánh xấu trở thành cái tánh tốt của chúng ta đó. Cho nên khi mà đạt đến cái chỗ mà tánh tốt rồi đó, là cái tánh thuần lương đức hạnh rồi, lúc bây giờ chúng ta sao là đạt được cái chỗ này là đức lượng tổ huệ năng. Sau khi ngộ đạo rồi, ngài mới nói một loạt là nào về, nào về, thấy không? Nào về tánh mình vốn thanh tịnh, nào về tánh mình vốn không lai động, rồi nào về tánh mình vốn phát ra phương pháp, nào về tánh mình không trách nhiệm, vân vân. Ngài nói một loạt là nào về, là không ngờ trong cái tánh mình nó tốt vậy, không ngờ trong cái tánh mình nó thanh tịnh, nó an lạc như vậy. Cho nên như vậy ở đây chúng ta tu tập để ta sửa cái tánh của mình, là không có gì khác hơn là ta phải tập cho cái tánh chúng ta cho nó chuyển thành từ tánh xấu xa trở thành cái tánh tốt đẹp, thiền lương đức hạnh. Mà cái tánh nhẫn này là ta phải tập được sao? Là tánh thuần lương, vẻ mặt vô tư, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Thưa quý vị, mà chỗ này dạy là nhẫn tánh niên niên đắc bảo kiều. Chữ niên niên là 5 năm, 5 năm phải là năm 1, 2, 3, 4, 5 nha. Mà 5 năm là từ năm này qua năm khác, từ năm khác qua năm khác, có nghĩa là hết năm này đến năm kia là quay như vậy. Đó là niên niên đắc bảo kiều, thấy không? Chữ đắc là được, bảo là báo quý, mà chữ truyền là trao lại, tức là được cái báo quý để trao lại, trao truyền cái báo quý đó. Mà trao truyền cái báo quý đó là gì? Cái báo quý này nó không phải là vàng bạc châu báu, mà cái báo quý này là tự xuất phát từ trong cái chân tánh thật có chúng ta, như là cái tánh mà Đức Lượng Tổ Huệ Năng ngài đã khẳng định như vậy. Thì thưa quý vị đồng đạo cũng nên như vậy. Chỗ này cái thầy dạy chúng ta là nhẫn tánh lành yên tĩnh dài lâu, phải một lòng hiền hậu mới ngồi quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Cho nên chúng ta nhờ cái tánh nhẫn này mà ta trở thành một con người hiền,
ha, mà nhờ cái thánh dẫn này làm ta được cái thanh tịnh, ha, bị thanh tịnh dài lâu, phải một lòng nhìn ngẫu với mẫu và quanh năm cũng bảo toàn thân đệ, mà nhờ cái nhẫn thánh đó mà ta bảo vệ được cái thân thể mà. Tại sao? Ví dụ như vợ có tánh gì mà không nhẫn được, như đức thầy đã nói là tánh sân nổ thường làm bạo ngược nên đời tội thế gian, và dài ra cái là tỷ như con tập giữ trên đường gặp thành con tâu xét trên đường phân từng mảnh mới là hả dạ. Như vậy thì nghĩa là nếu cái tánh nó khởi lên rồi đó là ta sẽ ấu đả lẫn nhau, đánh đập trên đánh lẫn nhau, thì lúc đó cái thân mình có toàn nữa đâu. Nhiều câu chuyện đưa lên trên mạng cũng thấy, thậm chí vợ chồng mà không nhịn với nhau, vợ với chồng với vợ thì có bảo vệ được thân tánh không? Thì cái người giết người khác, cái nạn nhân chết hoặc giả là bị thương tích, thì bản thân cái người mà gây án đó là người đó phải tù tội. Với đâu đâu có bảo vệ được người cái thân mình đâu, đâu bảo toàn được thân thể của nó đâu. Cho nên thầy giảng ta lại tu với tỉnh bảo toàn thân thể, giữ được còn cái tánh đó. Vậy bây giờ cái đó này chúng ta nhờ có cái tánh dẫn mà ta mới bảo vệ được cái tánh tốt, bảo vệ được cái thân chúng ta. Còn ngược lại ta không dẫn được thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào con đường đau khổ, thân chúng ta phải gánh chịu mọi sự đau khổ khác. Thôi bây giờ nói cho nó bao nữa là qua cái câu thứ bảy, câu thứ bảy đức thầy cho ta biết đó là nhẫn đức bình an tiêu giảng sự. Chỉ đức là gì? Thưa quý vị, chỉ đức đó, quý vị có học cái chữ nhơ chúng ta thấy thế này, ở phía bên trái nó có chữ nhơ biết thể, ở trên nó có chữ nhất, ở phía bên tay phải nó có chữ thập, ở dưới có chữ tứ, dưới này có chữ tầm. Vậy nhân biến thể là chỉ cho người, nhất là một, mà thập là dụ cho thập thiện, dưới này tứ là dụ cho tứ danh, dưới này cái tâm là lòng. Ngày xưa bác Hai Tho cũng thường giảng cái chữ này mà tôi có đọc trên chữ nho tự học thì y ra như vậy. Ý nói rằng đó là nhất nhân hành thập thiện đền trả tứ danh thì con người đó sẽ được thành con người có đức, rõ ràng con người có đức. Quý vị lưu ý là đức nó khác với phước. Chẳng ở đây đó để phân tách chúng ta thấy đức nó khác với phước nha. Phước là gì? Phước có nghĩa là chúng ta sức tiền bạc của cải vật chất sức khỏe công sức lao động để ta làm việc bố thí, làm việc từ thiện để giúp đời. Mà trong khi mình làm như vậy đó là mình mong cầu cho được người ta cảm ơn mình, người ta trả ơn mình, rồi nghĩa là ta khen mình, rồi được tiên dương bên đời thì ta khen là giấy khen, tiền thưởng bên đạo là được tiên dương công đức, rồi mình mong rằng mình hưởng được cái kiếp hiện tại này là có phước, hoặc giả là kiếp sau đầu thai cậu nhân thiên để tiếp tục hưởng phước nữa. Đây là cái phước hữu lậu, quý vị nhớ đây là cái phước hữu lậu. Cái phước này chính ngày xưa ông Lương Võ Đế, ông Lương Võ Đế là ông muốn hưởng cái phước đó, cho nên khi gặp Đạt Ma Tổ Sư hỏi cho chẩm cấp 72 ngôi chùa, vậy cái con công đức gì không? Đức Đạt Ma nói câu phủ hoàng là không có công đức gì hết, không công đức gì hết. Rồi nghĩa là vừa Lương Võ Đế nói nghĩa là phản, nói nghĩa là cái câu nói đó giống như là phủ hoàng ông, giống như bị mặt ông rồi, ông giận lên, ông nói như thế nào mới gọi là công đức. Đức Đạt Ma Tổ Sư nói đó, công đức là gì? Công đức có nghĩa là dụng công tu tập, tâm trí duyên dung, và tự thể không tịnh, có nghĩa là mình nỗ lực tinh tấn thành đạo đi, rồi lúc bây giờ tâm trí chúng ta tròn sáng và cái tinh thể chúng ta đó là nó đạt tới chỗ hư không, mà nó trầm lắng ở trong đó, cho nên gọi là không tịnh đó. Như vậy thì đó mới gọi là cái công đức. Vì công đức là phải do chỗ tu tập. Qua câu đấu khẩu qua lại lẫn nhau, cuối cùng Đạt Ma Tổ Sư thấy không độ được Lương Võ Đế. Tại vì Lương Võ Đế chỉ chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ chấp tướng bên ngoài, chỉ chấp cái phước hữu lậu ở thế gian, cho nên không độ được. Ngài thì nghĩa là muốn cho ông được chiến thắng thành Phật, cho nên nghĩa là mới khóa cái chấp tướng ông là nhờ là phước. Để không được, Ngài mới về nghĩa là chùa Hữu Lâm ngồi xích đích 9 năm ở trong đó. Như vậy thưa quý vị, rõ ràng chúng ta so sánh phước nó khác với đức. Vậy thì nếu như chúng ta dụng công tu tập thiền định và tinh tấn niệm Phật, mà niệm cho đến chỗ dứt tâm dứt vọng niệm, rồi cộng với tất cả các pháp lành mà chúng ta làm được, mà ta làm bằng cách là vô tâm, làm cách là không cầu lạnh, không cầu hết, thì từ cái phước đó nó chuyển thành cái đức. Mà nó chuyển thành cái đức thì đây là cái phước vô lậu, mà nó chuyển thành cái đức thì đó là cộng với cái công sức tu tập chúng ta nữa, thì đó mới gọi là cái đức.
Cho nên Đức Lục Tổ lại năng nhà nói câu sao? Thấy tánh là công mà nhẫn nhục là đức. À, vậy thì ta tu tập thấy được tánh mình gọi là kiến tánh, đó là cái công mà nhờ chúng ta nhẫn nhịn, đó là đức, chứ không phải là cái phước mà chúng ta làm ở bên ngoài đó là gọi là công đức, không phải vậy. Có khi người ta lạm dụng câu này, thấy vị giúp đỡ cho ai đó cái người ta nói câu là công đức vô lượng, công đức vô lượng. Cái này là lạm dụng nói để khích lệ tinh thần mình chứ không công đức vô lượng. Chỉ có Đức Phật Tây Đà mới dùng từ hay là mười phương chư Phật mới gọi là công đức vô lượng. Ai cho mình coi cho bao xi măng để xây dựng cái gì cái đó công đức vô lượng, cúng 50.000 đã cái đó công đức vô lượng, đâu phải vô lượng cái đó. Cho nên như vậy thì cái đức ở đây thưa quý vị, xin nhắc lại cái nhẫn đức ở đây đó là nhắc lại gì đức như thế này. Như vậy thì cái đức là giá trị thành quả của quá trình tu tập, nó hội tụ được tất cả những cái tinh hoa, những cái hay, cái tốt, cái đẹp, tánh hiền từ, lương thiện, không cạnh tranh, không đấu đá, không kháng cự, và không theo chủ nghĩa lòng tham sân. Lúc bây giờ không để là lãnh niệm che phủ vọng tâm làm chủ, vọng thức phân biệt, vọng tưởng sai lầm mà nó làm mất đi cái lương tri trí giác của ta. À, như vậy thì nếu như vậy đó gọi là cái đức, được gì gọi là cái đức. À, vậy thì cái chỗ nhẫn đức ở đây đó là ta nhẫn để ta duy trì cái đức của mình. Quý vị nhớ cái này, ta nhẫn để cái duy trì cái đức của mình. Đức Phật thường dạy cho các vị tỳ kheo đó, này các vị kheo, nếu như có ai mà xúc phạm cái thân thể của các ông thì các ông đừng bao giờ nổi sân và dùng lời nói chửi mắng khó nghe đến người khác, vì nổi sân và chửi mắng họ là ngay lúc đó là các ông đã bị mất công đức của mình. Mà cái công đức nhẫn nhục nó còn lớn hơn là công đức trì giới và công đức tu phẩm, công đức tu phẩm. Cho nên các ông hãy gắng cố gắng giữ, đừng để cho cái tánh sân nộ ta khởi lên và dùng lời nói ác khẩu đó, vậy là mất đức chúng ta. Cái điều này giống như là trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói, nhất tinh chi quả năng thư dạng phẩm công đức chi sơn, bán tế quy mô nổ tổ mình sẽ như đất. Một đốm lửa nhỏ có thể nó thiêu đốt khu vực. Ví dụ quý vị mà quẹt cái hoạch viên lên đây, quẹt đây, nó rửa nó chiếu à, thấy vô trong cái khu vực đó là lá dưới dốc lá khô lắm, thì nó cháy cả khu vực. Nghĩa là hoặc giả là quý vị mỗi một ngày chúng ta đậu dài đậu gom thôi. Hồi xưa mình đậu gom á, dài đậu gom mà một năm, hai năm, nhiều năm cái đống gom nó phải lớn, là đống gom trình bụng rất cao lên. Nhưng mà nếu chúng ta thảy một cái diêm lửa gì đó thôi là nó cháy chút xíu là đống gom hết. Vậy thì chúng ta ra công đậu gom đó giống như là ra công tu hành, làm từ thiện, làm phước, bố thí giúp đời. Mà chỉ cần chúng ta nổi nóng lên, dùng lời nói khiếm nhã, chửi mắng đối với người khác, thì lúc bây giờ là cái đức công đức chúng ta nó mất, giống như đống gom nó bị cháy. À, cho nên là bán tướng vi ngôn nổi tổ mình thanh gì đức, chỉ nửa lời nói ác thôi là nó làm mất đi cái đức thở bình sanh của chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Cho nên thưa quý vị, như vậy thì chỗ này đó là chúng ta nhẫn đức. Nhẫn đức có nghĩa là ta duy trì giữ tròn được cái đức hạnh tu tập chúng ta trong quá trình tu tập. Còn ta không nhẫn được thì cái đức chúng ta mất. Cho nên thầy dạy chúng ta là nhẫn đức bình an tiêu dạng sự. Chứ bình an là gì? Chứ bình là phẳng lặng, mà chứ an là yên ổn. Mà bình an đây đó là phẳng lặng nghiêng ổn, là không còn gặp mọi chướng duyên phiền não nào nó khởi lên trong tâm chúng ta, hoặc giả là ngăn cản trên tiến trình tu tập chúng ta. À, tiêu giãn sự, chữ tiêu là nó mất hết, mà chỉ giãn đó là 10.000, mà chỉ sự là mọi sự việc. Như vậy thì bình an tiêu giãn sự là mọi việc, mọi việc khó khăn trở ngại, mọi cái bất hạnh đưa chúng ta giờ đây nó sẽ biến mất hết, nó tiêu mất hết, là nhờ chúng ta có sự nhận đức. À, cho nên chỗ này Đức Khổng Tử ngài nói câu thế này: nhẫn trái chủ quan gia tình thử tận, nhiêu thiên tai giảng ích nhất thời thường, mặt vô hạn thần tiên tùng thử gắt, hư công danh cái thế bất tự do. Quý vị hiểu gì không? Không. nhẫn ba cái chữ nhẫn lấy đó là cái miệng nhịn nè, cái thân nhịn nè, cái tâm nhịn nè, thì trái chủ quan gia tùng thử tận, có nghĩa là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mà hôm nay chúng ta đối mặt mà giờ ta phải nhịn, thân nhịn, miệng nhịn, ý nhịn, thì lúc bây giờ quan gia trái chủ do đây mà nó mất, nó tiêu. Rồi nhiêu thiên tai giảng đắc nhất thời tiêu, chữ nhiêu là ý nói rằng là chúng ta nín thân nín, miệng nín, ta và ý nín, thì thiên tai giảng đắc nhất thời tiêu. Thiên là ngàn cái tai nạn, giảng đắc là ách cũng là tai nạn nữa. Như vậy thì
nghĩa là ngàn vạn cái tai nạn ra ách trở ngại cho ta, bất hạnh đó ta, nó cũng đều tiêu hết luôn. À, rồi mặt vô hạn thần tiên cùng chữ đắc, chữ mặt là lặng á, lặng thân lặng, ý lặng, tâm lặng, à, thân lặng, miệng lặng và ý lặng, thì vô hạn thần tiên cùng chữ đắc. Có nghĩa là các bậc thần tiên cũng nhờ tu cái pháp nhẫn này, nhờ tịnh được cái thánh khẩu ấy này, cho nên các ngài đã chứng quả được thần tiên. Hư 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 trong danh đã thấy bất tự do, hư 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 là không, tâm mình cũng thôi đi, thôi mình ngừng lại, miệng mình cũng ngừng lại đi, rồi nghĩa là ý mình cũng ngừng lại đi, thì công danh cái thế bất tự do. Cái này chúng ta nhẫn luôn tới cái việc mà nhiễm ở bên ngoài, chứ không còn nói nóng giận nữa. Như vậy thì giờ ta nhờ ta thâu như vậy, cho nên lúc bây giờ cái công danh cái thế là danh lợi cảm tình quy quyền vô quý, tất cả các thứ nghĩa pháp nó cũng không tương ứng được ta, là nhờ ta ngưng lại ta thâu. Cho nên như vậy, cho nên bốn câu thơ này để áp dụng trong cái đức nhẫn mà Đức Thầy đã dạy chúng ta, là nhẫn đức bình an tiêu dẫn sự. Nhờ đức nhẫn đó mà chúng ta mỗi việc được yên ổn, à, mỗi việc yên ổn là tâm chúng ta được thanh thản, và những sự bất hạnh nó không đưa đến chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thành đạt được cái đức nhẫn, đó là nhẫn thành phú quý vĩnh viễn bình. Đây là cái kết luận của cái bài thơ bất nhẫn. À, nhẫn thành là gì? Là thành đạt được sự nhẫn, phải không? Mà ở đây đó phú quý, phú quý hay gọi là phú quý vĩnh viễn bình. Đó, phú quý ở đây nó có hai mặt. Một là phú quý là chỉ cho giàu sang sung sướng, hai là phú quý là chỉ cho cái phước đức lưỡng toàn của chúng ta. Về mặt đời đó là chỉ cho giàu sang sung sướng. Mà thật vậy, nếu chúng ta thực hành được cái bài thơ bất nhẫn này, từ trong gia đình đến làng xóm, tới xã hội, tới đất nước, tới cả nhân loại trên thế giới, nếu tu tập được cái bài thơ bất nhẫn này, ta sống hòa với nhau, ta sống đoàn kết với nhau, để cùng chung với nhau để phát triển về kinh tế sự nghiệp, thì chắc chắn là ta sẽ được giàu sang sung sướng, là phú quý, phải không? Còn ngược lại, trong gia đình nếu mà bất hòa nhau, bất đồng kết nhau, không dẫn với nhau, thì ta không còn phấn đấu để lo làm ăn nữa. Ta rồi đó là cả ra cả xã hội, kể cả quốc gia, nếu bất hòa với nhau, bất đồng kết nhau, không dẫn với nhau, thì đất nước sẽ chậm phát triển. Mà kể cả thế giới mà bất hòa với nhau, không dẫn với nhau, thì nước này đánh nước kia đánh nước nọ, thì cuối cùng đó là đất nước sẽ nghèo. Chẳng hạn như giờ Nga với Ukraine, chúng ta thấy là chiến tranh là 2 năm nay rồi, thì đó là dân chúng sẽ lầm than khổ có. Thì kể cả thế giới và trong nước cũng vậy, nước nào mà hãy có giặc chờn giặc nhớ là do chỗ ta bất sự đoàn kết, à, bất hòa với nhau, không nhận với nhau, thì giặc chờn giặc nhớ cũng bố thôi, là chúng ta cũng không còn tinh thần để lo làm ăn nữa, thì đương nhiên là làm sao chúng ta giàu sang sung sướng được. Đó, cho nên nhờ đức nhẫn mà ta được giàu sang sung sướng. Rồi thứ hai nữa là nhờ đức nhẫn mà chúng ta cố gắng ta tu tập, ta tu tập được 7 cái điều nhẫn như đã nói trên, thì cuối cùng ở đây ta thành tựu được cái chữ nhẫn, thì nói chung là về Phật pháp, về con đường tu tập chúng ta, thì nghĩa là chúng ta sẽ đạt được cái chỗ là tâm chúng ta được an lạc thảnh thơi. Nếu chúng ta niệm Phật đó là ta cầu dẫn sanh tây phương cực lạc, còn nếu không chúng ta tu thiền thì ta cũng được về dẫn với Đức Bàn. Như Đức Thầy Phật Thầy Thế An ngày đó câu sao: điều thứ năm giết không vào trận, ghét ganh chi cho bận lòng mình, con xem giảng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử lộng tình vô câu, muôn việc xảy bắt đầu sinh nổ, là nguyên nhân thống khổ liên tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sơn chỉ nhẫn niết bàn không xa. Đó, vậy là thành tựu được chỉ dẫn không? Thôi bây giờ thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, còn 3 phút nữa là tóm lại trong cái đề tài này. Rõ ràng trong bài thơ bất nhẫn mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Thầy đã dạy cho tín đồ nói chung, nói riêng và nhân sanh nói chung, thì lúc bây giờ nếu ta thực hành được nhẫn này, thì đó là về mặt đời là ta nhẫn thế nào, mặt đời là ta nhẫn để ta xử thế, là chữ thứ nhất nhẫn nhân xử thế, tức là nhẫn năm xử thế thì nhân nghiêm. Rồi thứ hai nữa là ta nhẫn đối với sớm còn, thứ ba là nhẫn đối với trong gia đình, kể cả chồng vợ con cái, bởi vì con phải nhẫn đối với cha mẹ mình, nhẫn phụ mẫu của cha hiền sĩ mà. Cho nên vì vậy, như vậy thì nếu về mặt đời là ta được 3 cái nhẫn này để đối nhân xử thế, từ trong gia đình tới xã hội và tới cả nhân sanh, đó là mặt đời. Còn về mặt đạo là ta thực hiện được 4 cái đức nhẫn nữa, là nhẫn để giữ giới, nhẫn giới tùy tâm thuận tu tiên. Vậy thì ta nhẫn giới đây là tâm chúng ta phải giữ cho được trong sạch, hình thức chúng ta được cho đúng đắn, ta rồi nghĩa là ta nhẫn tâm, nhẫn tánh, tâm nhẫn, tánh nhẫn, thì tâm tánh chúng ta được an lạc, được thanh tịnh, được yên vui và không còn phiền não nữa. Lúc đó tánh chúng ta là gì? Tánh chúng ta nghĩa là thiện mỹ, yên tịnh, hỷ lạc, nghiêm trang. Đó, cho nên cái đức tánh chúng ta trở lại tánh tốt là tâm tốt.
và cuối cùng là chúng ta hoàn thành được cái đích nhận của chúng ta. Đó là cái câu thứ 8. Vì cái gì? Vì nói về thế gian là ta có 3 cái câu để mà nhận. Nói về xuất thế gian thì ta có 3-4 cái câu ta để mà nhận. Và vậy thì trong bài thơ bất nhẫn này, Đức Thầy không chỉ dạy riêng cho tín đồ mà dạy chung cho nhân sanh, để ta đối nhân xử thế, ta sống cho tốt đối với đời, ta sống tốt đối với đạo, thì đương nhiên là ta được con người là tốt đời đẹp đạo. Thì cuối cùng cái kết quả chúng ta hiện tại là tâm được ung dung, được tự tại, được thanh thản, được an lạc, không còn phiền não đầu đường dịch hạ nữa. Và khi chúng ta nhắm mắt được giảng sanh đi cũng được lạc, hoặc giả được về cảnh giới Niết Bàn yên vui tịnh tịnh. Mà Đức Thầy đã cho biết là Niết Bàn bất tịnh là đường vô sanh. Xin thân ái kính chào kính thưa toàn thể chủ gì. Trước hết là chúng tôi xin kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Tân Thạnh, ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hảo hôm nay, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến tham dự, kính thưa các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý vị đồng đạo, nhất là chỗ anh Hồ Tiến Đức cùng đó là cái đội quân viên của mình đến đây để làm nhiệm vụ của mình. Tất cả chúng ta đều làm đây là mục đích đời ông Tam Bảo, để khai thông nền đạo của Đức Thầy chúng ta được phổ biến khắp nơi đây, không những ở nước Việt Nam mà còn cả thế giới Nam Châu. Là chúng ta cũng nhờ cái máy vi phim ghi hình này, cho nên vì vậy chúng tôi cũng xin lần cảm ơn anh đã suốt thời gian để làm tròn nhiệm vụ của mình. Vậy thì trước khi dừng lại ở đây, một lần nữa chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đồng đạo chúng ta hiện diện ở đây, và xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn dồi dào sức khỏe. Bởi vì ở đâu diễn đàn nào cũng vậy, chúng tôi cũng luôn kính chúc cho dồi dào sức khỏe là không hết. Bởi vì sức khỏe là vàng, sức khỏe là bạc. Cho nên Đức Phật nói là sự nghiệp lớn nhất của đời người là gì? Không phải là vàng bạc châu báu, không phải là của cải vật chất giàu sang, mà sự nghiệp lớn nhất đời người là trí huệ. Đó là gì? Là sức khỏe. Cho nên vậy là lâu lâu đứng nghĩa tự nhiên từ đây. Cho nên sức khỏe là quý lắm, thành ra ở diễn đàn nào cũng cầu chúc cho quý vị sức khỏe. Vậy thì chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe và gia đình của quý vị luôn được hạnh phúc thành đạt trên nhiều lĩnh vực. Còn về phía tu hành, chúng tôi cũng kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta nỗ lực phấn đấu tinh tấn tu hành để tiêu tai thịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo, sau thời gian hơn 60 phút, giáo lý viên của Ban Phụng Truyền Giáo Lý, Ban Trị Sự Trung ương Nguyễn Thế Cường đã toàn tâm ý đem khả năng tu học của mình để truyền đạt cho chúng ta vô cùng sâu sắc, rõ ràng, dễ hiểu để áp dụng vào đời sống hàng ngày trên bước đường tu học của mình. Vậy, thay mặt Ban Tổ chức cùng các vị đồng đạo, xin kính chúc giáo lý viên thật nhiều sức khỏe, thông minh, sáng suốt để đem giáo pháp của Đức Thầy lan rải khắp nơi nơi trong bá tánh nhằm tu học và hành đến ngày thành công đắc quả. Một lần nữa, mời quý vị nhiệt liệt hoan nghênh.